Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Rebel 2020 ra mắt tại Malaysia với giá gần 8.000 USD chuẩn bị về Việt Nam. Các chiếc Honda Rebel 500 phiên bản mới 2020 được ra mắt tại thị trường Malaysia với mức giá bán cơ điểm gần 8.000 USD. Sau khi trình làng trong cái cuộc triển lãm ESMA năm 2019, thì Honda Rebel 2020 vừa được ra mắt tại thị trường Malaysia. Cái phiên bản Honda Rebel 500 2020 có một mức giá đề xuất ra dự khoảng 32.900 ringgit, tương đương khoảng là 7.935 USD. Hãng xe Nhật Bản đồng thời cũng cung cấp các phụ kiện để người dùng cá nhân hóa các chiếc Cruiser cho mình. So với cái dòng xe đời trước thì tổng thể thiết kế của chiếc Rebel 2020 không có quá nhiều thay đổi. Cái mẫu mô tô tầm trung vẫn mang cho mình cái kiểu dáng Cruiser cổ điển và cái dòng là Chopper, một vài chi tiết được nhãn sức nâng cấp hiện đại hơn trước. Xe có một cái chi cầu yên là 690mm và cái khối lượng ra khoảng 200kg. Tại Malaysia, Honda cung cấp 3 màu tùy chọn sơn cho cái chiếc Rebel 2020, bao gồm đen bóng, bạc nhám và xanh nhám. Phần đầu của chiếc Rebel 2020 có cái đèn chiếu sáng chuyển dạng là đèn LED Rosenthal thay cho bóng đèn halogen ở cái phiên bản đời trước. Cái đèn xi nhan cũng được thiết kế lại với cấu tạo hình tròn và cũng được nâng cấp thành bóng đèn LED. Đèn hậu vẫn sử dụng bóng đèn halogen và có thiết kế là mới thanh mảnh hơn trước. Cái điểm cộng cái đèn xi nhan phía sau được chuyển cái lỗ mới tương tự như phía trước. Honda Rebel 2010 sở hữu mình cái đồng hồ tốc độ là cái màn hình LCD đường sắt được hình bán nguyệt thay cho hình chữ nhật thời cũ. Giao diện hiển thị thông số cũng được bố trí lại và bổ sung thêm chức năng báo vị trí số. Cái bình xăng của chiếc Rebel 2020 thì có dung tích là 11,2 lít. Thiết kế hình giọt nước khá đẹp. Nhãn sức cũng cho biết phiên bản Rebel 500 2020 có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt ở mức là 3.7 lít cho 100km. Các chiếc Honda Rebel 500 2010 tiếp tục được trang bị cho mình cái khối động cơ là 2 xăng song song, dung tích thật là 471cc. Xe đạt được cái công suất đa là 45,6 lực tại vòng tua là 8.500 phút. Moment xác đại là 43,3 Nm tại vòng tua là 6.000 vòng trên phút. Tại thị trường Malaysia thì Rebel 500 2010 đã được nâng cấp ống xả mới giúp xe đạt được cái tiêu chuẩn cái thải Euro 4. Hộp số theo xe là loại con tay 6 cấp và bổ sung thêm ly hộp chống trượt Liberus. Ngoài ra cái mẫu xe mới này cũng vẫn được trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh ABS 2 kinh cùng với đĩa phanh trước và sau được trang bị cái cụm phanh đến từ hãng Nissan. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Honda Rebel đang được bán chính hãng với hai tùy chọn động cơ 300cc và 500cc với mức giá bán lần lượt cho cái chiếc Honda Rebel 300 rơi vào khoảng 125 triệu đồng và Rebel 500 là 180 triệu đồng. Cái dòng Cruiser của nhà Honda sẽ cạnh tranh khốc liệt với các mẫu nặng ký như Range Rover Enfield Lexus 500 đang bán Việt Nam là 135 triệu đồng hay là Range Rover Enfield Continental City 650 có mức giá bán là 182 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhấn like, subscribe.